một cây đàn guitar classic Cordoba C1M dáng 3/4. Đấy. Thì đầu tiên mình muốn cho các bạn xem kích thước của cây này với một cây dáng full size. Thì đây là một cây dáng full size. Đấy. Các bạn cũng quan sát. Đấy. Dáng full size thì nó sẽ to hơn. Đấy. To hơn cỡ 3/4 đấy. Rồi. Ngoài ra thì giá 3/4 Cordoba mẫu C1 thì mình còn có thêm bản sân bóng. Đấy. Sân bóng là mặt top khác. Đấy. Sân mờ mặt top khác các bạn nhé. Màu các bạn có thể nhìn thấy là màu khác nhau. Đấy. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ nói về bản sân mờ C3, C1, C1M. Rồi. Tiếp theo thì bên mình còn có thêm dòng 3/4 hãng Cordoba của má là Kadep. Đấy. Ok. Rồi, mình sẽ nói ở video sau nhé. Bạn có quan tâm thì hãy xem video khác nhé. Rồi. Đầu tiên các bạn cùng nhìn về cây đàn Cordoba C1M này. Thì đây là một cây đàn dáng 3/4. Đấy, sơn mờ. Sơn mờ. Mặt top được làm từ gỗ phân sam. Đấy, lưng hông là làm từ gỗ gủ các bạn nhé. Gỗ nước ngoài, một loại gỗ rất là quý. Chiều rộng của cái cần đàn này ở cái phần đầu tiên này thì là khoảng 4,9 cm. Đấy. Rồi. Các bạn nhìn đầu cần đàn này, đây là một cái logo được khảm lên đây. Đấy. Đây là hãng Cordoba. Đấy. Chính hãng. Rồi. Khóa thương hiệu Cordoba ấy. Vàng, khóa vàng. Dây được lắp trên cây này là dây Savarez. Savarez, một hãng dây rất là nổi tiếng của Pháp. Đấy. Rồi, lưng hông là sơn mờ. Đấy. Cây C1M này thì có ti chỉnh cong cần đàn. Đấy. Có ti chỉnh cong cần đàn nhé. Các bạn sử dụng không lo bị cong cần. Nó giúp ổn định cái cần này. Rồi. Ở cái mặt cần đàn này và cái cầu ngựa này là gỗ rốt các bạn nhé. Đấy. Một loại gỗ nhập khẩu của nước ngoài khá là nổi tiếng trong ngành đàn. Rồi, bây giờ mình sẽ test âm thanh cho các bạn cùng nghe nhé. Đầu tiên mình test nốt cho các bạn cùng nghe âm thanh chuẩn của các phím. Tất cả các nốt đều chuẩn các bạn nhé. Đấy, để cho các bạn nghe đi nghe lại âm thanh chuẩn nốt nhé, không bị rè. Hãng Cordoba thì các bạn cũng biết rồi, âm thanh của nó rất là đanh. Đấy, nó đanh, vang và đanh. Mặc dù đây là mẫu mini nhưng tiếng rất là đanh, vang đanh. vừa được nghe âm thanh của cây đàn guitar acoustic, guitar classic 3/4 Cordoba C1M đấy. Thì các bạn có nhu cầu hay là thắc mắc gì hãy cứ để lại bình luận ở bên dưới đấy. Ngoài ra thì bên mình có cung cấp thêm các dòng đàn guitar khác như Martinez hoặc là hãng guitar ba đời. Nếu như các bạn có nhu cầu hoặc tham khảo thêm thì hãy kết bạn và nhắn tin qua số Zalo cho mình. Ok. Video hôm nay mình xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.